Rồi, là Đức ơi, em đang làm công việc gì hả em? Em kinh doanh này ạ. À, kinh doanh. Em làm kinh doanh lĩnh vực gì hả em trai? Kinh doanh đồ mô hình này À, nghe trừu tượng quá nhỉ. Mô hình là mô hình gì hả em? ạ. Mô hình anime. À, anh còn chưa biết, giống như Lego quá hả em? Kiểu kiểu vậy đấy. Tại như nào em kể cho anh nghe, anh hơi tò mò. Thế tại như em kinh doanh như nào? Em bán qua TikTok và Shopee. Nhưng mà đấy là sản phẩm sơ được cầm được hay là sản phẩm số anh? Sơ được cầm được anh ạ. Nó là mô hình anh. Kiểu À. anh nếu mà anh biết biết độ Mixi ấy thì độ Mixi cũng chơi mấy kiểu mô hình như thế. Anh lại không biết độ PC. Anh nghe rồi. Nhưng mà tức là cái mô hình là ví dụ như robot hả em? Đại loại nó như thế anh ạ. Nhưng mà cái đấy là em dành cho đối tượng các bạn là bao nhiêu tuổi em? Thực ra là bên em thì các bạn nhỏ cũng thích nhưng mà đa số em bán ở trên sàn TikTok ấy thì thông thường sẽ từ 18 đến 35 tuổi. À, 18 đến 35 tuổi. Anh có thằng cu là bây giờ thằng cu con trai nhà anh là 12 tuổi, em có cái sản phẩm gì cho nó không? Cái sản phẩm đấy cũng được anh ạ, sản phẩm của em cũng được. Thế mà sản phẩm của em là bao nhiêu tiền? Có tắt không? Rẻ lắm anh ạ, Bao em nhiêu bán em? đồ hàng nó không phải là hàng chính hãng ấy, nên nó kiểu hàng pha, hàng nhập Trung Quốc như của chị lúc nãy ấy. À. Nên rẻ. Thế một một sản phẩm là bao nhiêu tiền em? Nó dao động từ mấy chục cũng có, tiền triệu cũng có anh ạ. Thế bây giờ em cho anh một cái đắt nhất đi. Công ty đưa ghi lại cho anh một cái là anh mua của Đức một sản phẩm đắt nhất đi. Tặng cho Tony nhà anh cái nhá. Để coi như anh em mình giao lưu làm quen với nhau cái để mình chia sẻ. Ok rồi, chúc mừng em, thế em làm trở thành vậy ok. À, thu nhập có tốt không em? Em có dòng tiền từ kinh doanh đấy khoảng 100 triệu một tháng nhỉ. Rồi ok, rồi chúc mừng em, 29 tuổi như thế là rất là tốt. Hôm nay anh giúp được gì cho em trai? Thì em cũng có dòng tiền 100 triệu ấy. Với tiền mặt hiện tại em là 1,2 tỷ. Ừ. Và em có một cái đất nền mới mua 2 tháng trước ở gần Chùa Thầy. Ừ. Đấy nghe anh nói là mua ở Náo Hòa Lạc và gần Chùa Thầy là ok ấy. Thì em cũng mua một cái mảnh là 2 tỷ rưỡi ở đấy. Thì bây Ừ. giờ nó đang lên là 3 tỷ. Tốt quá. Vâng, Ừ. thì tháng trước thì em nhờ ngân hàng định giá thì ngân hàng định giá là 1 tỷ 7 và có thể cho vay 1 tỷ 2. Ừ. Vâng, bây giờ thì em đang có 3 hướng để đầu tư. Một là ở Hà Nội nhưng mà ở Hà Nội đợt này cao quá anh ạ. Đúng rồi. Đúng như anh nói, thực sự nó quá cao, để tìm một cái kiểu mình đang kiểu mình kiểu đu đỉnh ấy Đúng rất rồi. khó. Nhưng mà em vừa tìm được cái một phương án, đó là em đang tính mua đất nông nghiệp Ừ. trồng cây hàng năm, giá nó khoảng 2 triệu mét vuông thôi, Ừ. khoảng 700 mét vuông. Thì em tính là mua để làm trang trại các kiểu, thì sau này có thể là quê làm trang trại các kiểu Em mua ở chỗ vị trí đó. nào? Ở Sài Sơn Quốc Oai ạ, Sài Sơn Quốc Oai, ok. cùng cái gần cái đất phải mua. Ừ. Vâng, cái phương án thứ hai thì em tính là bay vào Hồ Chí Minh để xem đất ở những cái vị trí mà hôm trước em mới học anh hôm chủ nhật này này, thì À. em bảo có mấy cái vị trí đấy. Ờ. Cái thứ ba là em định về quê em Nam Định, em là quê Nam Định, thì Ừ. em đang định về để đầu tư cái chỗ mà Quất Lâm mới, đó Ừ. là bãi tắm của Gia Phong ấy. Ừ. Thì em định mua ở đấy để sau này có thể là xây khách sạn cho thuê. Được rồi. Thì anh thấy cái phương án đầu tư nào bây giờ nó tốt nhất trong thời điểm này mà đem lại lại vốn này? Anh thì anh nhìn thấy là với Đức với cái độ tuổi như thế này của em là anh thấy là em có những cái lựa chọn là tương đối là tốt đấy và cụ thể. À, tuy nhiên là nếu mà anh mà là Đức vào cái độ tuổi này thì anh cho rằng cái đầu tư quan trọng nhất của em vẫn là đầu tư vào chất xám và vấn đề là em tăng cái thu nhập lên. Tức là có nghĩa là sau mở rộng công việc kinh doanh và tăng thu nhập. Bởi vì cái lợi thế lớn nhất của em cũng giống như là cách đây anh khoảng tầm 17, 18 năm trước ấy, đúng không? Là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của mình là sức khỏe. Cái sai lầm lớn nhất ở độ tuổi trẻ em biết là gì không? Là dành quá nhiều thời gian để mình đi tìm đầu tư. Mà trong khi đó số vốn của mình rất là ít. Để anh cứ chia sẻ một cái câu chuyện này. Vào khi mà anh độ tuổi giống như em ấy, là 27, 28, anh chỉ thu nhập được có 5 triệu một tháng này. Và năm 2007, 08, thời điểm đấy, là bạn bè của anh là những người mà có điều kiện một chút ấy, là lúc đấy đầu tư chứng khoán và bất động sản liên tục. Và năm 2007, 08, 19 là Hà Nội sốt sục sục, cứ năm sau là gấp đôi năm ngoái, là kinh doanh không vì bằng bất động sản. Và anh rất là mong muốn để tham dự vào đầu tư bất động sản bởi vì ai chẳng muốn làm giàu. Nó chỉ có điều duy nhất là cái tiền của mình nó ít quá. Và anh có gặp một người bạn của anh rất rất là thành công, là ông nói với anh là gì, là nếu mà cái lợi thế cạnh tranh lớn nhất trong cuộc sống hiện tại của anh thời điểm đấy là gì, đó là về sức khỏe. Và bởi vì như vậy cái con đường duy nhất và hiệu quả nhất của anh là gì, là tìm cách mở rộng công việc kinh doanh và tăng thu nhập. Và cái thời điểm đó anh chỉ tập trung toàn bộ tiền bạc của anh để mở rộng công việc kinh doanh của mình. Công việc của anh lúc bây giờ đưa người đi nước ngoài, phát triển về hệ thống marketing và tham dự những cái chương trình khóa học để mình tăng cường cái kỹ năng về kinh doanh của mình và xây dựng mối quan hệ. Và anh bỏ lỡ năm 2007, 2008 lúc ấy không có tiền, 2007, 2008, 2009, 2009. Bạn bè của anh lúc ấy đã đầu tư giống như em ấy, mua một lô đất, hai lô đất rồi. Và anh chỉ xây cái móng này,
Tức là sao? Là xây dựng cái hệ thống công việc kinh doanh và xây dựng mối quan hệ này. Mà trong vòng 5-7 năm sau, khi cái móng của anh đã chắc rồi và thu nhập của anh, doanh thu của công ty của anh nó từ vài trăm triệu lên thành vài tỷ, lên thành vài chục tỷ và lên thành vài trăm tỷ, thì một phát đầu tư của anh bằng một thập kỷ bạn bè của anh lại. Và sau đó thì bây giờ tất nhiên là anh thì việc bạn bè của anh thì câu chuyện nó trở nên quá quá khác. Nên là nếu mà anh mà em, bởi vì em sẽ nhìn thấy thì em sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ vào Nam Định, mà số tiền của mình nó nhỏ quá. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh của em được 2 tỷ thì em mua cũng không ra tấm đa miếng được. Em về Nam Định của em để mua cũng không cụ thể được. Mà nếu mà 2 tỷ của em chỉ tái đầu tư lại công việc kinh doanh, mở rộng công việc kinh doanh sang Trung Quốc tiếp, tìm những sản phẩm và dịch vụ và bằng cách nào đó để phát triển về hệ thống marketing của mình lên, để doanh thu của em, anh lấy ví dụ như vậy, lên khoảng tầm 30-50 tỷ đi, hoặc giống như cái bạn vừa xong là khoảng tầm 100 tỷ, thì đầu tư của mình nó chắc thắng và nó hiệu quả. Đó là tại sao mình gọi là đi hai chân. Hai chân có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sản xuất kinh doanh và mình dùng tiền từ sản xuất kinh doanh để đầu tư vào bất động sản. Em nghe anh nói về đầu tư bất động sản, em nhìn thấy tài sản của anh quá tốt. Mẹ em nhìn thấy anh làm việc tập trung 90% vào công việc kinh doanh. Về đi đưa người đi nước ngoài này, về hội thảo sự kiện này, phát triển bất động sản này, về khách sạn resort này, về trường học này, về chương trình cho các cháu này. Nếu mà em mà chú ý tất cả những chương trình của anh đều đúng kín khách, để kỹ năng marketing anh học hỏi được. Và bởi vì doanh thu như vậy thì anh đầu tư có sai lầm đi nữa anh có thể chờ đợi được. Và anh tập trung đấy, em nhìn thấy bây giờ là 11 giờ đêm, gần 11 giờ đêm mà anh live stream với em là làm kinh doanh thì anh thích đầu tư, nhưng mà đầu tư hai chân như vậy nó trở nên chắc chắn hơn rất nhiều. Bởi vì khi mà anh nói với em để tăng thu nhập gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần để mở rộng công việc kinh doanh của mình lên thì em cảm thấy nó khó hơn rất là nhiều so với việc là mình đầu tư một lô đất nào đó hay một mã chứng khoán nào đó. Nhưng mà đấy là bản chất, những cái con đường khó phía trước thì ở phía sau nó dễ dàng. Còn phần lớn mọi người lựa chọn đầu tư bởi vì mọi người lựa chọn con đường dễ phía trước thì phía sau nó rất là khó khăn. Đầu tư vào công việc kinh doanh, tăng thu nhập và xây dựng mối quan hệ với những người thành công hơn mình bằng độ tuổi của em, nếu em hiểu ý anh nói, trong vòng một thập kỷ nữa tài sản của em tăng xa một vài trăm tỷ. Còn nếu ngày hôm nay em lại bắt đầu đi loay hoay là mua những miếng đất rẻ ở Nam Định, ở trong Sài Gòn rẻ, ở Hà Nội rẻ, mua đất cây lô năm ở Quốc Oai mà khả năng cao nó bị thu hồi lại, mà anh lại tư vấn cho em như vậy, anh nói với em thấy sau một thời gian 3 năm 5 năm em là những cái tấm miếng lặt vặt và mình không bứt phá được. Em có tiềm năng để bứt phá, một thập kỷ nữa là em có tiềm năng để bứt phá. Bứt phá của em cho nó lên được 100 tỷ đi. Anh cho em cái mục tiêu là 100 tỷ. Và để 100 tỷ em phải dành thời gian và tái đầu tư vào công việc kinh doanh của mình, hoặc mở rộng công việc kinh doanh của mình tiền, và đi tìm những cái gì để tăng thu nhập. Đấy là cái công việc của anh, và cho đến bây giờ anh vẫn làm chuyện này. Anh là hơn em tương đối nhiều tuổi rồi. Em nhìn vào tài sản của anh thì em thấy rất là mong muốn bất động sản. Mà thực sự cái doanh thu của anh nó chính rất là hiệu quả. Mà để như vậy anh master về cái kỹ năng mà marketing và bán hàng. Em tham dự khoa học của anh 20 mấy triệu. Anh vừa mới tham dự chương trình ở nước ngoài xong là 1 mấy tỷ, và tham dự cho khoa học phía đằng sau tiếp là vài tỷ đồng để nắm bắt được những cái xu hướng mới và tìm những cái cơ hội mới để tăng thu nhập của mình ra trong lĩnh vực mình làm giáo dục này, trong lĩnh vực về kinh doanh này, trong lĩnh vực về bất động sản này. Anh lấy ví dụ như thế. Thì đấy, nếu mà em hỏi anh thì anh cho em một cái con đường, và đây là con đường mà anh đã đi, nhưng chắc chắn là khó khăn, khó chứ. Mà con đường khó ở phía trước ấy, thì ở phía sau nó dễ dàng. Còn em bây giờ em lựa chọn những con đường dễ ở phía trước, thì để anh nói với em là một thập kỷ nữa anh nhìn em sẽ có một miếng đất ở Nam Định, có một miếng đất ở Quốc Oai, có một miếng đất na ná ở đâu đó, nhưng để anh nói với em tài chính của em không ăn thua, không hiệu quả. Thì đấy là cái lời khuyên mà nó không liên quan đến bất động sản cả, nhưng mà nếu mà em hỏi anh, đấy là cái lời khuyên mà anh muốn chia sẻ với em, và nó cụ thể. Thế thì đấy suy nghĩ của anh được ạ. Vâng, em cảm ơn anh. Em cũng giống tính anh, thì thực ra từ trước đến giờ em rất là tập trung cái công việc kinh doanh này. Vậy để anh nói một lần nữa này, khoảng 2 năm rồi anh bảo double đi, all in đi, chỉ vào công việc kinh doanh của mình thôi, đừng đầu tư nữa. Mình đầu tư thế đủ rồi. Em đừng giống như bạn bè của anh chạy theo lợi nhuận trước mắt, đấu giá chỗ này, đấu giá chỗ kia, mua chỗ này, mua chỗ kia. Ôi nì, ôi toàn bộ năng lực của mình, công sức của mình, tiền bạc của mình. Nếu mà đã đầu tư và nếu mà chơi cờ bạc thì đây là cờ bạc luôn. Thì và cờ bạc ở độ tuổi 29, nhưng cờ bạc vào trong cái lĩnh vực tốt nhất mình có thể làm, kinh doanh là con đường tốt nhất của em. Anh nhìn lại, anh nghe, anh biết. Đừng đầu tư vào thời điểm này. Em mua như thế đủ rồi. Cái số tiền em nó nhỏ quá, nó không ra tấm đáng miệng. Em nghe anh cái chuyện này thì khoảng tầm 3 năm sau, 5 năm sau em gặp anh, em bảo đây là lời khuyên tốt nhất mà em có thể gặp. Và chắc chắn em biết là khó khăn, là bởi vì làm marketing nó khó khăn. 11 giờ đêm em còn livestream này, làm Facebook, YouTube, TikTok nó rất là vất vả. Để mở rộng công việc, để xây dựng mối quan hệ với những người thành công của mình nó rất là khó khăn. Bởi vì 10 người thì 9 mẹ người nó từ chối rồi. Anh viết email ngày xưa cho những người thành công ấy, để cho những người, anh có một chị anh bạn ở Hà Nội là mấy nghìn tỷ, anh viết email, mẹ 10 email chả biết ông trả lời. Gặp ông ấy, ông mẹ ông không muốn gặp mình. 10 người thì ông người ta từ chối, may ra có một người. Nhưng mà cái đấy là cái nền móng. Và cái nền móng như vậy thì nó giúp, bởi vì sao? Bởi vì là cái cơ hội kinh doanh và tăng thu nhập nó qua mối quan hệ mà. Em sang Trung Quốc nhiều hơn, em sẽ tìm ra những dịch vụ sản phẩm hiệu quả. Và bây giờ anh làm như thế, anh vừa mới sang châu Âu và Mỹ, anh chỉ đi tìm dịch vụ sản phẩm để tăng thu nhập thôi. Và nếu anh truyền cảm hứng cho em để x10 lần doanh thu công ty mình thì tại sao không? Tại sao trở thành tấm lẻ và em còn có 29 tuổi, giấc mơ của em còn trước mắt? Tại sao đầu cho nó chót? Và để như vậy em cần phải ôi. Và ôi được gọi là cơ bạc đấy. Mà cơ bạc bằng công sức, bằng nỗ lực, bằng sự chăm chỉ, bằng sự cần cù của mình, bằng thời gian và nỗ lực của mình,
Có hỏi tại sao không? Và em muốn đi cùng với em chuyện này, chứ không phải là ăn tấm nhỏ lẻ 1 tỷ thành 2 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ để một phần chót chét em lên 100 tỷ. Thì nếu mà em muốn nghe anh thì đấy là lời khuyên của anh. Còn nếu mà em cảm thấy lời khuyên của anh nó chưa khớp với em thì anh em phải suy nghĩ tiếp. Đúng không? Anh cho em hỏi chút, vậy bây giờ giả sử bây giờ tiền dư của em bây giờ, thực ra là cái công việc của em hiện tại thì nó đang ở mức em chưa phát huy hết cái công việc của em. Cái số tiền của em nó quá nhỏ nhoi, em chưa phát huy hết đâu. Em tin anh đi, cái số tiền của em 1 tỷ, 2 tỷ em đừng đầu tư nữa và em tái đầu tư vào công việc kinh doanh. Em sang Trung Quốc nhiều lần cho anh, em xây dựng mối quan hệ. Bởi vì xây dựng mối quan hệ nó đòi hỏi tiền, nó hỏi được nỗ lực. Em chưa nhìn thấy đâu. Đó tại sao mà anh nói là cái suy nghĩ của mình nó quyết định 80% thành công là tư duy mà 20% là kỹ năng. Anh chỉ dừng lại ở phần này và Đức cứ nghe anh đã. Thì sau đó thì có thể một thời gian sau em gặp lại anh thì anh em mình lại bàn thêm cùng với nhau. Đúng không? Nha. Dạ, rồi ok, chúc Đức thành công, nhưng mà anh nhìn thấy em sẽ thành công này nha. Chúc em thành công. Dạ, nếu các bạn thấy video clip này thực sự giá trị và thay đổi cuộc sống của chúng ta, hãy ấn vào nút đăng ký subscribe, đăng ký ngay bây giờ để xem tiếp những chương trình của mình trên YouTube. Đăng ký ngay bây giờ.